Em xin mến chào anh chị và các bạn yêu thích cây mai vàng. Trước tiên em xin được chúc cho anh chị ngày mới nhiều sức khỏe, vui vẻ, may mắn, an lành và hạnh phúc ha. Thì ngày hôm nay em cũng làm clip chia sẻ đến với anh chị cái cách để xử lý và trồng lên chậu cây mai bứng từ đất ha. Thì như cây mai này là của một anh bạn anh mua, nhưng ship về thì anh nhìn thấy cái tàn la trên cây nó tùm như thế này, ảnh không biết phải bấm tỉa như thế nào. Thì ảnh đem tới vườn của em và ảnh nhờ em bấm tỉa cũng như xử lý cái bầu đất và trồng lên chậu dùm cho ảnh ha. Thì sẵn tiện em cũng làm clip chia sẻ để anh chị mình, nếu như anh chị mình có mua những cây mai như thế này thì anh chị mình cũng biết cái cách xử lý để chúng ta trồng giúp cho cây nó phát triển ha anh chị. Thì như anh chị mình thấy ha, những cây mai mà chúng ta mua bứng từ đất về thì những cái chồi dâm bên trong nó rất là nhiều ha. Đó, nó bà lùm như thế này, những cái nhánh dâm mọc bậy ở trong trong thân nó rất là nhiều. Thì đối với những cây mai mà chúng ta bứng từ đất lên thì anh chị mình có thể bấm xả tàn. Khi anh chị mình bứng lên, chúng ta bấm xả tàn rồi chúng ta để cây vào vị trí nào râm mát 4-5 ngày hoặc 1 tuần lễ, rồi anh chị mình phá bỏ bớt cái bầu đất chúng ta trồng ha. Thì như cây này anh bạn anh mua ở trên mạng và sau khi ship về thì anh cũng để đã 3-4 ngày rồi, anh mới đem qua vườn cho em ha. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ anh chị chúng ta tiến hành bấm xả tàn cho cây trước khi chúng ta trồng ha. Thì tất cả những cái chồi dâm ở trên cây là anh chị mình rong tỉa hết đi ha. Chúng ta rong bỏ hết, chúng ta đừng có để những cái chồi dâm, bởi vì những cây mai này khi bứng lên cắt rễ là nó đã mất sức rồi. Mà chúng ta để những cái chồi dâm này thì nó sẽ rút cái lượng nhựa trong cây rất là nhiều ha. Còn bấm xả tàn thì đối với những cây mà mới bứng từ đất lên thì anh chị mình nên bấm xả tàn hơi sâu một chút ha. Chúng ta bấm xả tàn hơi sâu một chút để cho cây nó đủ cái lượng nhựa, nó phát triển ra cái chồi mới. Những nhánh nào nó mọc bậy thì chúng ta loại bỏ luôn ha. Đó, như đây cái nhánh này nó mọc dựng đứng lên, em tiến hành loại bỏ ha. Chúng ta rong tỉa những cái nhánh nào mọc bậy mọc hỗn trước để cho nó thoáng cái cây ra, rồi khi đó chúng ta nhìn chúng ta dễ định hình cái form cây để chúng ta xả tàn ha. Đây, như hai nhánh này, cái nhánh này nó mọc hướng ra, còn cái nhánh này nó mọc chỉa vô thân ha, mọc chỉa lên ngược lên thì chúng ta cũng loại bỏ ha. Đừng có tiếc rẻ mấy cái nhánh này ha anh chị. Thứ nhất là nó xấu cây mai mình, cái thứ hai là nó tranh giành dinh dưỡng, nó làm cho những cái nhánh chính này phát triển kém lại ha. Đó, cũng như bên trong thân này có những cái nhánh mọc bậy ở trong này, anh chị mình thấy ha, những cái nhánh dâm nó mọc bậy trong này thì anh chị mình mới tập trồng tập chơi, chúng ta nên rong bỏ những cái nhánh mọc bậy mọc hỗn ở trong này trước. Khi đó cây mai chúng ta nó thoáng thì anh chị mình dễ bấm xả tàn hơn ha. Còn em quen thì cái thao tác của em rất là dễ, em chỉ cần nhìn cái cây là em có thể bấm xả từ trên xuống dưới được. Đây, cái nhánh này chúng ta loại bỏ ha. Chúng ta cứ rong tỉa cho nó sạch sẽ trước đi, rồi chúng ta ngắm cái form cây, chúng ta bấm xả từ trên xuống dưới, nó sẽ rất là dễ ha. Đó, ở đây cũng vậy, hai nhánh, cái nhánh này nó mọc cái hướng đi ra, còn cái nhánh này mọc dựng đứng thì chúng ta cũng bấm bỏ ha. Đó, thì sau khi mà anh chị mình đã rong bỏ bớt một số cái nhánh dâm để cho nó thoáng cái cây thì chúng ta tiến hành bấm xả tàn. Anh chị mình xả tàn từ trên xuống dưới ha. Chúng ta xả từ trên ngọn xuống để chúng ta lấy cái form cho cây, nó có một cái dáng giống như là cái cây thông Noel ha. Ở trên nhỏ và từ từ xuống dưới nó lớn ra. Thì đầu tiên là chúng ta phải định hình cái phần ngọn cho cây. Thì như cái cây này thì anh chị mình thấy ha, hôm năm rồi cái chủ vườn người ta hạ cái ngọn xuống tầm này,
và người ta lấy một cái thược chính để ta làm cái đọt, nhưng nó không có chia cành gì hết ha, nó không có phân cành ra. Thì bây giờ chúng ta phải hạ xuống để chúng ta lấy lại cái ngọn khác cho cây. Đó, chúng ta bỏ xuống dưới này để chúng ta lấy lại cái ngọn khác cho cây ha. Chứ nếu như anh chị mình bấm lên trên đây thì sau này cái mai anh chị cái khúc này nó sẽ rất là trống ha. Đây, chúng ta canh xem cái vị trí mắt ngủ nó nằm ở chỗ nào, chúng ta bấm để chúng ta hạ cái ngọn xuống ha. Cái mắt ngủ tức là nó có một cái lằn ngang ở cái thân cây. Đây ha, anh chị mình nhìn kỹ ha. Đó, em sẽ bấm hạ cái ngọn xuống đây để em lấy lại cái ngọn ngọn chính cho cây. Cũng như sau này cái đọt chính nó lên, nó sẽ xoay tàn thì cây mai chúng ta nó sẽ không bị trống ha. Đó, và chúng ta bấm xả từ trên xuống dưới, thì cứ ở trên anh chị mình thu ngắn lại, rồi từ từ chúng ta le ra ha. Càng xuống dưới nó càng bự ra. Đó, ở trên này em lấy từ trong trong cái thân ra chỉ khoảng 4 phân ha anh chị. Khoảng cỡ 4 phân. Rồi bắt đầu xuống dưới em lấy rộng ra từ từ. Giờ em sẽ tiến hành bấm xả cho anh chị mình xem ha. Đó. Đó, anh chị mình thấy em lấy cái phần ngọn đây ha, em hạ xuống như thế này thì sau này cái đọt ở ngay vị trí này nó sẽ lên 3-4 cái đọt, thì chúng ta sẽ lựa lấy một cái đọt chính sát với cái mí cắt ha, để cho nó liền liền cốt lại. Đây ha, chúng ta tiến hành bấm xả hết như thế này. Anh chị mình phải bấm xả tàn cho nó sâu vô thì cây nó sẽ phát triển mạnh. Còn anh chị mình nhấp nhấp ở ngoài đầu đọt thì cái chồi nó ra yếu ha. Cái thứ hai là những cây mai này là những cây mai mà bứng từ đất, cho nên cái lượng nhựa nó sẽ không đủ nếu như anh chị mình để cái tàn quá lớn ha. Lượng nhựa nó không đủ để nó nuôi ra thì cái chồi nó cũng sẽ phát triển rất là chậm, thậm chí là nó sẽ làm cho những cái cành này nó khô ha. Nên bắt buộc chúng ta phải xả sâu vô một chút. Ở đây ha, bây giờ em sẽ xả xuống dưới cho anh chị mình xem. Đây, như cái cành này anh chị mình thấy nó ra rất là dài. Nếu như bây giờ chúng ta bấm, chúng ta lấy ra ngoài này thì cái cành nó vươn, nó dài ra như thế này, nó sẽ là làm cho cây mai chúng ta nó yếu, thì cái chồi nó cũng chậm phát triển ha. Chúng ta cứ bấm thu vô như thế này, chúng ta nuôi từ giờ đến cuối năm là mỗi một bên nó phát triển ra 80 cho đến 1 mét ha. Nên anh chị mình không có lo là cái tàn nó sẽ nhỏ nha. Đó, em bấm thu vô luôn ha. Thì từ trong thân ra tới cái vị trí này nó cũng rơi vào tầm khoảng 40 ha anh chị, 35 đến 40. Này ha. Anh chị mình cứ bấm xả đều hết một lượt rồi chúng ta ngắm lại xem cái chỗ nào nó chưa vừa ý thì chúng ta bấm lại ha. Chúng ta mới tập trồng tập chơi thì chúng ta cứ bấm hết một lượt rồi chúng ta xem chưa vừa ý chúng ta xả lại. Đó, đây ha, những cái nhánh bên trong này nó mọc bên trong này chúng ta cắt bấm bỏ đi ha. Nhiều anh chị mình không biết
thấy nó mọc vậy tiếc, để lại nó chẳng có tác dụng gì hết chị. Nó như cành này em bấm bỏ hết rồi ha. Rồi cái cành này nó mọc từ ở dưới này mà nó chỉa lên thì chúng ta cũng loại bỏ ha. Nếu anh chị có để thì nó cũng không thể nào phát triển lớn được ha, bởi vì nó bị những nhánh khác lấy hết dinh dưỡng rồi. Anh chị có để thì từ từ nó cũng khô ha, mà nó làm xấu cây mai của mình. Chúng ta xả tàn là chúng ta phải xem để chúng ta loại bỏ, để làm sao cho cây mai chúng ta có thể xương cành nhìn vô nó thật đẹp thì nó mới có giá trị ha. Đây, như cái nhánh này nó mọc chỉa lên như thế này, chúng ta cũng loại bỏ ha. Đó. Đây nữa ha. Em cắt thu vô đây luôn. Ta cứ xả đều từ trên xuống dưới, canh cái cây nó có cái form giống như cây thông Noel là được ha. Những cây mai bứng đất mới mua về mà anh chị mình cứ lấy cái tàn cho nó rộng nó bự thì cái chồi mới nó sẽ phát triển ra rất là chậm ha, thậm chí nó sẽ không ra được luôn ha, chết cây luôn á. Đây, như ở cái vị trí này nó ra ba cành, hai cành nó đi ngang ra và một cành ở trên này nó trùng tàn, nó dựng đứng lên ha, chúng ta loại bỏ. Anh chị mình thấy cái cành nó mọc bậy lúc nào nó cũng bự hơn, chúng ta bấm loại bỏ ha. Cái công việc chúng ta bấm xả tàn là chúng ta chỉnh sửa để lấy cho cây nó có một cái form nó đẹp lại. Cứ mỗi một năm chúng ta xả tàn là chúng ta lấy form lại cho cây. Càng ngày chúng ta càng tạo cho cây mai của mình nó có một cái form tàn tròn đẹp. Cũng như là giúp cho cây nó trẻ hóa. Thì cuối năm cái lượng búp nụ nó mới được nhiều. Đó, để em bấm xả xong rồi em sẽ quay lại cho anh chị mình xem ha. Đó anh chị mình thấy ha. Đây là toàn cảnh cái form cây sau khi mà em đã bấm xả tàn. Và em rong tỉa sạch hết những cái chồi dâm ở bên trong. Thì anh chị mình thấy cây mai rất là thoáng như thế này. Hồi nãy khi chưa xả tàn thì nhìn nó giống như cái tổ chim ha. Nhưng mà bây giờ đã rong tỉa sạch sẽ, cành nào ra cành đó ha. Chúng ta lấy tất cả những cành mà nó đi ngang, còn những cành mọc dựng đứng, chỉa vô thân hoặc những nhánh dâm, nhánh cám là chúng ta rong bỏ hết ha. Thì cây mai nó của mình nó mới đẹp. Đó, và sau khi mà chúng ta đã bấm xả tàn thì chúng ta sẽ tiến hành khui bỏ bớt cái bầu đất ha. Thì đối với những anh chị và các bạn mình mới tập trồng, tập chơi năm đầu thì những cây mai như thế này anh chị mình khui bỏ 60% đất là được rồi ha. Chúng ta khui bỏ bớt 60% đất và chúng ta tiến hành trồng cây lên chậu. Còn như vườn của em làm lâu, có kinh nghiệm thì em phá bỏ 100%. Nhưng ngày hôm nay em chia sẻ là để cho những anh chị mình mới bước vào tập trồng, tập chơi, chúng ta trồng cái tỷ lệ sống 100% ha. Đó là anh chị mình khui bỏ 60% đất. Bây giờ em sẽ khui cho anh chị mình xem ha.
này ha, chúng ta sẽ khui bỏ bớt đất xung quanh như thế này để cho nó lòi hết cái đầu rễ ra ha anh chị. Và chúng ta bỏ bớt một phần ở dưới đít để tất cả những cái đầu rễ nó lòi ra như thế này, thì khi đó anh chị mình trồng lên chậu, chúng ta tưới kích rễ thì cái lượng kích rễ nó mới thấm được vào những cái đầu rễ này, thì cái rễ cám mới nó sẽ phát triển ra được nhanh hơn ha. Đây là cái cách mà xử lý cây mai bứng từ đất trồng lên chậu cho những anh chị và các bạn mình mới bắt đầu bước vào tập trồng, tập chơi, để cái tỷ lệ cây nó sống 100% ha. Anh chị mình thấy ha, khi mà anh chị mình chưa khui vào đất thì anh chị mình đâu có thấy đầu rễ. Người ta bứng, người ta sấn một cái nó láng o như xi măng ha anh chị, láng giống như là xi măng anh chị mình trám. Nếu như anh chị mình để nguyên cái cục đất này, anh chị mình trồng lên chậu, ta tưới kích rễ thì không thể nào nó thấm vô trong được ha, bởi vì đây là đất sét, không có thấm nước ha. Ta chỉ cần khui 60% là được ha. Đó, anh chị mình thấy dưới đất nè, đất sét nó ịn một cục như thế này. Ta cậy bỏ để cho lòi hết rễ ra. Đó. Và sau khi mà anh chị mình khui bỏ 60% đất thì anh chị mình kiểm tra xem tất cả những cái đầu rễ khi người ta bứng nó có bị dập, bị hư, thì anh chị mình bấm bỏ hết những cái đầu dập ha, những cái đầu rễ mà mới bị dập, để cho cái rễ cám mới nó nhanh phát triển. Đó, em thí dụ như cái đầu rễ này mà anh chị mình thấy nó bị ở đầu nó bị dập thì chúng ta tiến hành bấm bỏ đi ha, đừng có sợ gì hết. Ở đây những cái đầu rễ này cũng vậy, chúng ta cứ bấm ở đầu rễ như thế này thì cái rễ mới nó sẽ nhanh phát triển ra ha. Chị mình mà sợ không dám bấm thì những cái đầu rễ này mà nó bị dập thì cái rễ cám nó không có phát triển ra nhanh được, thậm chí là nó không ra luôn ha. Ta cứ mạnh dạn chúng ta bấm đó, cái lớp rễ cám ở bên trên khi anh chị mình trồng thì cái lớp rễ cám bên trên này nó sẽ hút nước, cũng như khi anh chị mình tưới kích rễ thì cái lượng rễ cám này nó sẽ hút và nó nuôi lên thân cây, giúp cho cái chồi mới nó cũng sẽ nhanh ra ha. Đây ha, tất cả những cái đầu rễ này là khi người ta bứng, người ta dùng cái sủi để người ta bứng, người ta chặt rễ thì nó sẽ bị dập ha. Ta phá bầu đất xong thì chúng ta cứ bấm đều hết đi nha anh chị. Đó, thì sau khi mà anh chị mình đã bấm xả tàn cũng như xử lý cái bầu đất 60% với bầu đất thì chúng ta tiến hành trồng lên chậu. Thì cái chất trồng mà chúng ta sử dụng để trồng cây mai ở trên chậu thì em thường sử dụng đó là sơ dừa và vỏ trấu sống, tỷ lệ 6 sơ dừa 4 vỏ trấu ha. Ta trộn đều như thế này và chúng ta tiến hành trồng cây lên chậu. Thì tùy theo cái cây mai của anh chị lớn hay nhỏ mà chúng ta chọn cái chậu cho nó phù hợp. Thì như cây mai này hoành gốc nó cũng rơi vào tầm 28 ha, 28. Và cái anh bạn này ảnh đưa cái chậu tới là chậu 7 tấc ha anh chị, chậu 7 tấc. Thì em trồng trên cái chậu 7 ha. Đó. Bây giờ em sẽ tiến hành cho thêm chất trồng chèn và em tưới nước đẫm ha. Sau khi mà chúng ta trồng lên chậu thì anh chị mình tưới nước đẫm cho cây một lần và cách một ngày sau cái lượng nước trong cây nó, trong chất trồng nó đã ráo bớt lại, thì chúng ta tiến hành tưới kích rễ cho cây. Thì kích rễ em sử dụng là Atonic kết hợp với Humic. Một tuần chúng ta tưới kích rễ cho cây một lần ha.
Ở chúng ta chèn cho nó chắc ha anh chị, chèn chắc cố định cây ở trên chậu. Sau đó chúng ta tưới đẫm nước ha, để cho nó dẻ lại. Thì thật ra những cây mai như thế này, cái cách trồng cũng rất là đơn giản ha anh chị. Nhưng mà những anh chị mình mới năm đầu tiên chúng ta trồng thì cứ lo sợ là cây nó chết, mà càng lo sợ chừng nào rồi sử dụng lung tung những loại phân thuốc thì càng làm cây nó dễ chết ha. Còn anh chị mình cứ trồng chắc chắn lên chậu, anh chị mình tưới đẫm nước cách ngày sau, anh chị mình tưới kích rễ cho cây, cứ tuần lễ tưới kích rễ một lần, mỗi ngày phun mát cho cây. Và chất trồng ở dưới nó khô ráo thì anh chị mình tưới nhẹ để giữ ẩm cho cây thường xuyên. Thì sau 2 đến 3 tuần là những cái chồi mới nó sẽ bắt đầu phát triển ra ha. Đó, khi anh chị mình trồng lên chậu thì anh chị mình canh cái làm sao cái gốc nó nằm vào giữa tim chậu ha, nằm vào giữa chậu. Rồi chúng ta canh cái ngọn cây nó cũng đứng theo cái gốc là được ha. Còn cái thân cây nó cong nó lắc như thế nào thì kệ nó, anh chị mình chỉ cần canh cái đọt đứng với cái gốc là được. Đó, rồi ta cho chất trồng đầy đủ nó lấp lên cái mặt rễ là được ha. Và chúng ta tiến hành tưới nước thật đậm. Đó, đây ha. Sau khi anh chị mình đã trồng và cho chất trồng nó chèn chắc chậu thì chúng ta tiến hành tưới đẫm nước ha. Ta tưới cho thật đẫm. Thứ nhất là nó rửa trôi bớt những cái chất dơ trong cái sơ dừa. Cái thứ hai là giúp cho cái chất trồng nó lèn chắc. Và sang ngày hôm sau chúng ta để một ngày để cho cái lượng nước ở trong chất trồng này nó ráo lại. Thì chúng ta tiến hành pha kích rễ để tưới cho cây. Thì mình cứ tưới cho thật đẫm ha. Thì khi chúng ta tưới nước như thế này, cây nó cũng sẽ hút được một lượng nước để nó nuôi lên ha. Bởi vì khi anh chị mình phá cái bầu đất ra, anh chị mình thấy ha, nó khô queo cứng ngắc. Chúng ta trồng xong chúng ta tưới đẫm nước như thế này, những cái rễ cám còn lại ở bên trên nó sẽ hút nước để nó nuôi lên trên thân cành, làm cho cây chúng ta nó hồi lại, tươi tỉnh lại ha. Chúng ta tưới nước rồi chúng ta nhận ém thêm cái chất trồng ha, ta nhận ém cho nó chắc lại. Thì mình cứ tưới thoải mái cho thật đẫm, đừng có sợ gì hết ha. Nhiều bạn mới trồng năm đầu nghe người ta nói trồng cây mai tưới nhiều nước để thúi rễ, trồng xong không dám tưới nước để khô queo, làm sao rễ nó ra được. Trồng xong cái đem vô trong trong nhà mát để, không dám tưới nước để khô queo quắt vậy. Rồi biểu sao cây nó không ra rễ, nó không ra chồi, rồi nó khô từ từ. Những cây mai như thế này khi anh chị mình trồng xong, thậm chí chúng ta không cần tưới kích rễ, chúng ta chỉ cần giữ ẩm cho cây thôi, nó vẫn ra rễ và đâm chồi ha, nhưng cái thời gian nó sẽ lâu hơn. Và sau khi mà anh chị mình đã trồng cây lên chậu rồi thì cứ mỗi ngày chúng ta phun mát lên cái thân cành cho cây như thế này ha. Cách qua một ngày hai ngày anh chị mình thấy trên mặt chậu chất trồng nó khô, chúng ta tưới nhẹ
chúng ta tưới nhẹ như thế này để giữ ẩm. Chủ yếu là chúng ta phun mát trên cái thân cành để cây nó có cái độ ẩm thì cái chồi mới nó mới nhanh ra ha. Đó, như những cây này của em hay ha, ngày nào em cũng phun mát trên thân cành 2 lần ha. Đó rồi, thì ngày hôm nay cũng nhân tiện có cây mai của anh khách, anh mua bứng bầu đất về, anh đem tới vườn thì em cũng trồng cho ảnh và em cũng làm clip chia sẻ để những anh chị và các bạn mình nếu như có mua cây mai bứng bầu đất thì chúng ta cũng biết cách để chúng ta xử lý và trồng lên chậu ha. Thì clip chia sẻ tới đây em cũng xin được tạm dừng. Trước khi kết thúc, em xin được cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn luôn theo dõi và tin tưởng những gì em chia sẻ. Và anh chị mình mới biết kênh của em, nếu như yêu mến và tin tưởng thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới và nhấn vào chuông thông báo chọn tất cả để mỗi khi em đăng clip anh chị mình sẽ đón nhận được ha. Em xin cảm ơn rất là nhiều.